Hình như hôm nay bác đột sang đây không phải là để xem đánh ghen đâu nhỉ? Tôi ra đây để hỏi cô nương. Tom tom chát chát, nó là cái gì mà đàn ông ở trên thành phố nó lại mê muội đến vậy? Bác đột này, nếu bác không thích ý, thì bác có cấm em hát không? Còn nếu bác thích thì bác có cho em hát không? Nếu tôi thích thì có cấm ở đâu chứ, cái làng đông này thì cô cứ việc hát. Bác đột, bác có sao không? Làm sao thế nhỉ? Tay chưa vợ đúng không? Trước cách mạng nghèo quá không lấy được vợ, giờ lại thành chủ tịch, không hiểu sao chưa lấy ai. Có thiếu thì bảo tôi một tiếng. Lạ thay, mặt sắt cũng gây vì tình. Chết tao rồi. Sao lại chết? Ông chủ tịch theo đuổi, sướng quá còn gì. Tao đang run hết cả người lên đây. Mà sao mình lại hát cho cái lão ấy nghe nhỉ? Liễu ơi, hay em đi loan tin cho cả xã biết. Biết đâu, lão ấy sợ tiếng theo đuổi con ả đào, lão sẽ không theo chị nữa. Ấy chết, chị nói thế, nhỡ lão nghe tiếng, lão thù, cấm không cho ai đến, thì chị em mình chết đói à? Cô nương ơi! Bác còn dám đến đây à? Bác để bà ba nhà bác chửi cô nương nhà cháu, không ra thể thống gì cả. Kệ mấy con mụ nhà tao nhá. Tao đến đây để đưa cô nương ít dầu. Đêm hôm cô quạnh, không có dầu chịu sao nổi. Để tao đưa tận tay. Cô nương ơi. Cô nương đây. À, thằng Đột à, mày cũng đến đây à? Tôi đến đây thì đã sao nào? Đột này chưa vợ, đến tìm hiểu gái chưa chồng. Thế mày không sợ mày là cán bộ mà quan hệ với tiểu tư sản à? Hả? Vậy chú đến đây làm gì? À, tao có ít dầu đến đây để chia sẻ cho bà con, thế thôi. Nhà chú Cương giàu quá nhỉ. Chú thừa tiền cho người khác mà xã hỏi đến
lại cứ khăng khăng mình là bần cốt nông. Nghe nói chú giấu vàng nhiều lắm hả? Anh Đột ơi, đừng nghe người ta vu khống tôi. Tôi bần nông thật mà. Thôi, anh Đột cứ ở đây chơi nhá. Tôi tiện đường đi qua. Tôi về nhá. Mẹ tiên sư định nâng thành phần của mình lên. Mà không khéo nó làm thật đi chứ. Không phải giỡn. Anh Đột, lúc nãy anh nói thật đấy à? Thế cô nương cho rằng tôi nói đùa chắc? Tôi đến đây thật lòng với cô. Cả đời tôi thật chưa bao giờ nghĩ đến đàn bà. Ngày trước nghèo kiết xác, không danh, không phận, không ai thèm để ý đến tôi cả. Nhưng mà hôm tôi nghe cô hát, tôi mới mù mờ, mới biết rằng có một thế giới lung linh khác mà tôi không thể với tới được. Chỉ có cách lấy cô, tôi mới đến được gần nó. Còn tôi chỉ là tay chủ tịch, vẫn nghèo kiết xác, không có gì đem đến tặng cô cả. Chỉ có tấm lòng này đem đến dâng tặng cho cô thôi. Anh đi về đi, đừng làm tôi sợ. Cô có thấy ai thực lòng với cô như tôi không? Không lấy tôi, thử hỏi những ngày tới cô sẽ sống ra sao? Tôi cục cằn quê mùa, nhưng mà cả cái làng Đông này có ai thấu được những lời ca đau đớn của cô? Anh đi về đi, tôi van anh đấy. Tôi sẽ bám sát tất cả những thằng đàn ông nào dám bén mảng đến đây. Tôi sẽ quyết theo đuổi cô đến cùng, cho đến khi nào cô phải đồng ý lấy tôi. Em thấy lão nói thật đấy. Chị em mình phải làm sao bây giờ? Hay hai chị em mình bỏ làng đi? Nghe lão nói mà chị sởn hết cả gai ốc lên đi này. Nhưng dù sao thấy cũng bớt cô quạnh.